Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa ra cáo trạng truy tố nữ đại gia Lâm Thu Trà cùng hai đồng phạm về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Số tiền mà Lâm Thu Trà bị cáo buộc cho vay nặng lãi là gần 950 tỷ đồng cáo trạng xác định bị can Lâm Thu Trà, 48 tuổi, quê Thái Bình, ngụ tại thành phố Vũng Tàu, là người hành nghề tín dụng đen cho vay tiền với lãi suất cao. Hai người ghi chép thực hiện các giao dịch giúp sức cho trà trong việc cho vay nặng lãi là Đặng Thị Tuyết Lan 56 tuổi và Lâm Vũ Việt Anh 33 tuổi cũng bị truy tố về hành vi này. Từ kết quả điều tra của cơ quan công an, cơ quan công tố xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bị can Lâm Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng một triệu một ngày. Tổng cộng bị can này đã cho vay 8 người với số tiền lên đến 921 tỷ đồng. Trong đó, người vay nhiều nhất là hơn 425 tỷ đồng, người vay ít nhất là 950 triệu đồng, Quá trình vay, những người này đã trả cho trà gần 800 tỷ đồng tiền gốc và gần 87 tỷ đồng tiền lãi. Cáo trạng xác định Lâm Thu Trà đã thu lời bất chính từ việc cho vay nặng lãi, số tiền gần 70 tỷ đồng. Đáng chú ý những nạn nhân của Trà trong vụ án này lại chính là bị can trong những vụ án khác. Ngoài bị truy tố về hành vi trên, Lâm Thu Trà còn bị thêm tội rửa tiền. Cụ thể trong quá trình bà TTDT, 51 tuổi, ngụ tại thành phố Vũng Tàu, trả tiền gốc và lãi vay của số tiền gần 49 tỷ đồng cho Lâm Thu Trà, bị can này đã yêu cầu bà chuyển tiền vào những tài khoản của ông Vũ H. Ngô PN và bà Trần TH. Sau khi nhận tiền giúp trà thì những người này chuyển tiếp sang các tài khoản khác để cho vay hay trả nợ giúp trà hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng của trà để trả nợ thấu chi.